Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử Ái Phương, từ siêu mẫu, ca sĩ đến MC duyên dáng. Ái Phương là ca sĩ, MC vừa có thanh lẫn sắc, được đông đảo mọi người yêu mến, người đẹp có giọng hát truyền cảm, biết cách xử lý nhạc tinh tế, mang đến những lời ca hết sức nền nã, sang trọng, sâu lắng cho người nghe. Cô đồng thời cũng là một MC duyên dáng, khéo léo trên truyền hình. Trong nghệ thuật, Ái Phương luôn làm việc một cách nghiêm túc và năng nổ, thế nhưng đời tư của nữ ca sĩ thì khá kín tiếng và luôn khiến công chúng tò mò. Tiểu sử Ái Phương. Tên thật: Phan Lê Ái Phương. Năm sinh: 20 tháng 11 năm 1989. Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp: ca sĩ, MC, người mẫu. Bài hát nổi bật: Từ thấy hoa vàng trên cỏ xanh, lạnh lẽo, có đâu xa gần. Ái Phương sinh ra trong một gia đình không ai theo nghệ thuật. Ba làm giảng viên đại học, nhưng từ nhỏ người đẹp đã đam mê cả hát. Khi đi học, cô thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. Sau đó thử đi hát tại phòng trà. Ái Phương là một trong những ca sĩ, MC, nhạc sĩ, diễn viên được khá nhiều người yêu mến. Trước khi chuyển sang những lĩnh vực khác nhau, cô từng là người mẫu khá có tiếng. Đời tư trong sạch cùng tính cách duyên dáng khiến cô ghi điểm trong lòng khán giả. Ái Phương, từ siêu mẫu, ca sĩ đến MC duyên dáng tài năng của showbiz Việt. Vốn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế, thế nhưng Ái Phương lại bén duyên với nghề mẫu và dần chứng tỏ tài năng của mình ở lĩnh vực ca hát lẫn MC. Dù đã gắn bó với nghề mẫu từ lâu, nhưng đến năm 2011, Ái Phương đoạt được thành tích giải đồng tại cuộc thi siêu mẫu, lúc này cô mới thực sự được chú ý đến. Với danh hiệu siêu mẫu, đã cho người đẹp bước đệm đầu tiên, giúp Ái Phương bước vào showbiz. Ái Phương không chỉ được ưu ái bởi chiều cao nổi bật, vóc dáng hoàn mỹ, gương mặt tựa hoa hậu, mà còn được trời phú cho giọng hát đầy nữ tính, làm say lòng người. Nữ ca sĩ thể hiện thành công trong vai trò là ca sĩ và là nhạc sĩ đầy tài năng. Những bài hát gắn liền với tên tuổi của Ái Phương như Từ thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô dâu, Cô đơn, Đường về nhà và nhiều bài hát cover nhạc Hoa lời Việt vô cùng truyền cảm khác. Đặc biệt với ca khúc Từ thấy hoa vàng trên cỏ xanh do Ái Phương trình bày đã làm chao đảo cộng đồng mạng một thời gian, với ca từ da diết sâu lắng ấy đã giúp nữ ca sĩ thăng hạng đầy ấn tượng. Cùng với sự nỗ lực hết mình, cuối cùng Ái Phương đã gạt bỏ hình ảnh chân dài đi hát và chứng tỏ tài năng thực sự của mình, cũng như chỗ đứng của mình trong giới âm nhạc nói riêng và showbiz nói chung. Ngoài ra, Ái Phương cũng có cơ hội tham gia diễn xuất, tuy nhiên chỉ là những vai diễn nhỏ, chưa thực sự nổi bật và chưa tìm được vai diễn cho mình. Bên cạnh thành công về ca hát, Ái Phương còn khiến nhiều người tin tưởng vào vai trò dẫn chương trình. Cô được chọn mặt gửi vàng trong các chương trình lớn và uy tín về chủ đề tình yêu và âm nhạc, cuộc thi Hoa hậu. Với sự tự tin, khả năng ứng biến khéo léo và cách nói duyên dáng, Ái Phương đã hoàn thành tốt vai trò MC của mình. Người đẹp cũng là một trong những người dẫn chương trình được khán giả yêu mến hiện nay. Hiện tại người đẹp đang dẫn chương trình Tình yêu hoàn mỹ, với khả năng ăn nói lưu loát, làm chủ sân khấu và nhanh trí. Ái Phương từng có nhiều câu nói vui khiến khán giả bật cười và khiến cho không khí trường quay trở nên sôi động, thoải mái hơn. Dẫu hoạt động nghệ thuật sôi nổi và có nhiều thành tích, thế nhưng Ái Phương lại là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Người đẹp từng có mối tình nhiều năm với bạn trai nhưng không công khai với công chúng, bởi vì cô cho rằng khi chưa có điều gì đặc biệt để tuyên bố thì nên giữ lại cho mình, như là một cách tôn trọng người trong cuộc cũng như tôn trọng khán giả. Điều này đã cho thấy sự khéo léo tinh ý của Ái Phương trong chuyện cá nhân và đối với sự quan tâm của công chúng dành cho mình. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.